Set mưu vít dành cho anh em có nhu cầu nhé. Đầu tiên là dòng BS2. Vít cộng khác 2 của mặt của DeWatt. Cái này thì dài hiện tại là 88,9 mm. Chiều dài. Tiếp theo là ph 1 PS1 là cộng nhỏ. Cũng chiều dài, cùng chiều dài luôn. 88,9 cm. Tiếp theo là PS2. PS2 ngắn 50,8 mm thì hiện tại có set của nó là hai 2... hai cây thì đây hiện tại là hai set. Rồi tiếp theo là mũi PS3 cộng 3. Cũng cùng chiều dài. Và cuối cùng là cây PS2 của Iwin 15,2 mm biết2 chiều dài xét này để cho anh em là 250.000 cho một xét như thế này anh em quan tâm thì có thể liên hệ em có số điện thoại trên tiêu đề rồi Cảm ơn anh em